cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Lương Thị Thu Dân, Đặng Thanh Cường, Quỳnh Thị Thu em vợ Cường, Trần Bé Tư và Trần Thị Thu Dân về tội làm lưu hành tiền giả theo quy định tại điều 207 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Bùi Ngọc Hưng, 1984 ngụ ấp 3, xã Dị Đông, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, ngụ số 38/3A, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ mua hàng thì bị chị Thảo phát hiện dùng tiền giả và trình báo công an. Công an đã bắt Bùi Ngọc Hưng, thu giữ tang vật là hai tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định các đối tượng Lương Thị Thu Dân, Đặng Thanh Cường, Quỳnh Thị Thu em vợ Cường, Trần Bé Tư có hành vi làm lưu hành tiền giả. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhau mua dụng cụ về in tiền giả để tiêu xài cá nhân. Theo đó, các đối tượng sử dụng máy vi tính lên mạng để tải hình ảnh các tờ tiền về chỉnh sửa lại cho phù hợp với kích thước tờ tiền thật, rồi dùng máy in màu in ra trên loại giấy áng mỏng. Tiếp đó, các đối tượng sẽ cắt bỏ những phần dư và phần giấy ở các cửa sổ trên tờ tiền. Cuối cùng, các đối tượng sẽ phủ một lớp ni lông mỏng lên hai mặt của tờ tiền giả và dùng bàn gũ để gũ cho dính lại giống như tờ tiền thật và chia nhau mang đi tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định Bùi Ngọc Hưng và Trương Thị Thu Dân không tham gia vào việc làm tiền giả, nhưng được Lương Thị Thu Dân đưa tiền giả để tiêu xài cá nhân thì bị bắt. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 13.480.000 đồng, laptop, máy in, bàn gũi, ni lông, máy cuộn ép nóng và nhiều vật dụng khác để phục vụ cho việc làm tiền giả. Vụ án đang trong quá trình điều tra.